nào có tâm sự vô tâm sự cho vui. Nhắn tin đi thì chị trả lời luôn nha. Vui tranh thủ có bánh chứ ban ngày làm ơi vị ơi, mà lỡ bữa nay bài ra là không không làm nó còn nguyên hai thau nếu. Em nãy giờ lau lá xong rồi, từng phần xong rồi nè đó. Bữa nay tôi gói cái bánh này không có đậu, gói bánh chuối với cái đậu. Khi nào phụ gói với thầy không? Nghe tin nhắn gì không ta? Ủa, coi cái máy này làm máy này sao thấy tin nhắn? Có tin nhắn cái đọc không? Tết cha rồi, coi và đọc nó âm thầm sao? Ủa, đâu thấy tin nhắn được, đọc tin nhắn được đây? Chết rồi. Không có cách làm cái việc ơi. Máy kia thôi, máy này không biết đọc tin sao đọc đây. Không đọc tin nhắn được rồi. Chưa có rành nè. Để hiện đại là hại điện. Giờ thấy bốn tin nhắn. Có bốn cái comment. Thử bấm cái like không được. Rồi thấy bốn tin nhắn. Bốn cái mà đọc ở đâu? À đúng rồi. Có lý anh nha. Không thấy đường. Có lý rồi. Có lý rồi. Ủa sao? Con xem nè sư phụ. Kính chào, không thấy. Sao cái chữ tôi, sao chữ tôi không thấy rõ? Tôi không thấy rõ rồi. Vừa làm mà còn tám nữa, thấy không? Vừa làm mà còn tám nữa mày. Vừa làm mà vừa tám chơi. Kệ mình làm riết nó cũng quen, riết nó cũng quen cái tay. Bây giờ là 8 giờ 10 phút rồi,
Hình như là chắc làm tới 11 giờ quá. Chắc làm tới 11 giờ. Ai đặt bánh không? Ai đặt bánh không thì bán nghe. Tuy rằng làm chưa có khéo mấy đừng có cười nha. Đây đây là làm lần thứ ba nè. Đây là làm lần thứ ba đó. Đây là lão nạp làm bánh lần thứ ba đấy. Ráng làm tháng này nữa thôi. Bắt đầu tháng sau là tôi mua giống rồi nè. Làm này có tiền để đi mua giống nè. Mua giống xuống mùa vụ rồi. Tháng sau là xuống giống rồi. Không còn thời giờ nữa đâu quý vị ơi. Ai đặt bánh không? Mày vô, mày vô. Mày vô nghe. Rồi thấy rồi, thấy ai chơi gì đây. Ai đặt bánh không? Mày vô Hạnh Minh ơi, mấy đòn chị gái ơi. Nãy giờ nó điện Hạnh Minh chưa điện nè. Mấy đòn. Hồi chiều thì làm cho Hạnh Minh rồi nè. Chiều là cho mấy đứa cháu Hạnh Minh rồi để cho nó nguội nè nghe. Thầy nói nè. Nè. Mì căng sả ớt nè, sả xíu nè, hai món rồi đó hen, rồi còn cá kho nữa. Thôi kỳ này làm như đó chứ thầy gửi bánh thôi. Bây giờ tôi tranh thủ tôi gói sao mà để khuya nay 3 giờ. 3 giờ tôi dậy tôi hấp. Ở 3 giờ tôi dậy tôi luộc cho tới sáng nó chín ngang. Mấy đòn mày vô. Cho tới sáng nó chín ăn. Sáng mai thầy gửi cho luôn. Lỗ hội tôi cúng rằm. Cái này gói gọn, gói đẹp lắm á. Tập gói rất cũng quen à. Thấy không? Gói kỳ này có tiền để mua giống nè. Mua giống tháng sau là xuống giống rồi. Tháng sau là xuống giống rồi là lo làm rẫy rồi nghe. Không có thời gian mà có bánh có trái nữa đâu nghe. Cho nên quý vị nào ăn bánh thì phải ăn bánh ăn gì là phải ăn lúc này. Nếu ban ngày bạn đi làm phải tối tranh thủ làm từ chiều thợ về bắt đầu là rút nếp và làm luôn tới giờ này đó quý vị. Đó, gói từ từ rất đẹp mà thấy không? Hồi cái thắt dây vô ngay ngắn tròn trịa. Biết rồi thấy không? Rồi gói được rồi đó. Càng ngày càng khéo. Càng ngày càng khéo ra đó nha. Mấy đòn, ủa không thấy đường. Thôi, ai muốn mấy đòn thì bỏ vô hộp thư đi, Messenger đi. Nó chạy chữ lẹ quá, không kịp.
Cái này là gói nhân đậu xanh, không có đậu, không có bỏ đậu đi, đậu đậu đen vô. Hồi gói chuối á, gói hồi đen chuối tôi sợ gì nó xấu xí vậy chứ đẹp lắm á, tôi sơn rồi đó, tôi sơn nó ra màu vậy đó. Là sao Hạnh Minh nói gia đình cảm ơn là không mua quá hả? Cái chọc cái bao nhiêu cũng được, từ đâu đó cảm ơn không mua quá chứ. À đúng rồi, thầy gửi cho Thu nữa, an tâm đi, đâu có quên, đâu có quên cô em gái đạo Kitô đâu. À bữa nay tôi làm thôi, để tôi làm được nhiêu tôi làm, tôi không hứa 10 cái. Tại vì thấy gần rằm cũng cố gắng, cố gắng. Thấy không, thế nhân nó cũng dễ là thấy chưa đó, kỳ này là kinh nghiệm, kinh nghiệm tràn trề đó nha. Đó nhân đậu xanh tính bỏ nhân thịt giả vô mà thôi kỳ quá, thôi không bỏ. Kỳ này là kinh nghiệm tràn trề. Ai ăn đậu xanh nói trước, ai ăn chuối nói, thầy người ta làm riêng. Mấy lá này mua hai cái loại lá nè, quý vị nhớ đi mua lá chuối, đừng có mua lá chuối của Đài Loan khó gói lắm nha, mua lá chuối Thái á, tại mượn đi mua gì không biết, mua lá chuối Philippines hay gì đó khó gói, nhưng mà có vai là bên trong có lá chuối, bên trong có lá chuối Thái đó nghe. Giờ tôi gói ráng cho tới 12, mệt lắm thì tôi ngủ 3 giờ tôi dậy tôi luộc, 3 giờ luộc tới 7 giờ có cho nó nguội, nó nguội tôi rửa đàng hoàng tôi làm cho nó không có thiêu đó, thì gói để cả tuần nó không thiêu quý vị, tôi bảo đảm quý vị không bao giờ thiêu. Lá này rửa, trời ơi, cái lá chuối này nè nó giòn rụm mà rửa mà nó dơ, còn lá chuối bên trong là lá chuối Thái nè, cái gì thấy không, nó sạch trơn đẹp ghê không, còn lá chuối bên ngoài bởi giờ lỡ mua rồi bỏ uổng mà nó mắc nữa. Lá chuối bên trong gói dễ gói hết sức luôn, phải phải mai mốt mua, phải đích thân tôi đi mua mới được. Kệ mình gói từ từ đó, làm sẵn ở trên cái không ngồi, tối giờ tôi khó ngủ lắm quý vị, có chuyện làm thì nó cũng vui. Nếu phải lỡ mua lá chuối này là cho nó phải để quán bên ngoài nè, chuối gì mà đụng tới cái nó giòn rụm mà. Mẹ vô, ai đặt bánh không? Thầy gói luôn, mai mua thêm một bao nữa, không biết bự luôn á, có cho đã. Thấy chưa, đây có đòn bánh đẹp không? À, tính vừa đặng coi các vị có nhắn tin hỏi gì không, thầy vừa làm vừa trả lời cho đỡ buồn ngủ mà. Cái máy này không thấy tin, không thấy tin rồi, nó chạy xe qua nhanh quá không thấy. Nó chữ gì đâu không à, gia đình mỗi bánh chay ăn ngon bốn chú già.
Đó, vậy thì thấy thấy được cái đó tắt à, bởi cái máy này cái màn hình nè, thấy không, đòn nào điều đòn đó, thấy chưa? Thì tại mới biết gói mà đặc biệt không, đòn nào điều đòn đó vậy đó, để hồi cuộc à, ngồi lâu nó đau cả ngày làm mà, nên tối phải đi tới đi lui vậy đó. Đây nè, quý vị coi lá chuối Thái nè nha. Nè. Nó xanh lau nó sạch sẽ chứ không. Lá chuối này á, lau hai nước đó mà nó vẫn còn còn ướt đó quý vị coi đó. Lau rửa nó, rửa hai nước đó nha. Nó mà nó còn vậy đó. Cái chén lá chuối gì đâu khó khó khăn quá. Lá chuối gì đâu khó khăn quá. Chạy có một mình làm từ từ rồi nếp là thầy gút tới tới bảy nước luôn á, gút cho sạch sẽ luôn nè. Trong này nè ha, trong này nó có dừa sác nè, trộn nè, hai lon nước cốt dừa đó, mỗi cái là hai lon nước cốt dừa đó nha. Rồi trộn dừa sác luôn nữa. Cho nó ngon. Giờ này nó lạnh á mà tôi làm nó sức mồ hôi là quý vị biết rồi đó. Nó chứ cả ngày làm với thợ tranh thủ tối chứ đâu còn thời gian đâu, sáng sau cái là lo ươm giống rồi. Năm nay tôi ráng trồng cho nó nhiều để vừa vừa cho mình thoải mái mà cũng vừa làm từ thiện nữa. Giờ sao tôi ráng đó quý vị, ráng làm tạo cái phước để rồi mai mốt cái mình không kịp, không còn cơ hội nữa, ráng làm phước. Kỳ này có nhân đậu xanh ngon lành luôn đó nghe, đậu xanh trong này có nước cốt dừa nữa nè. Tuy nhiên nói trước à, tôi thì chưa có khéo lắm á nghe, nhân đồ ăn bảo đảm ngon nhưng mà chưa khéo là khéo, chưa khéo gì các chị biết không, chưa có khéo là nhân nó ở chính giữa nó tròn đầy vậy, thì chưa có khéo chỗ đó nha. Cái nào nói thiệt à, đừng nói sao thầy gói nhân nó không được tròn ở giữa, tại vì mới tập thôi mà yêu cầu ăn cho nó ngon được rồi, đừng đòi hỏi quá nha, hỏi quá là tôi chịu thua á. Đừng đòi hỏi quá, đòi hỏi quá là thầy tài chịu thua đó nha. Vậy là cho nó ninh cho nó, không phải là tôi độn lá cho nó bự đâu nha, tại tôi bức tôi làm vậy nè cho cái đầu nó không có thiêu, cái tới chừng mà
chín xong tôi luộc, tôi ngâm nước xong rồi tôi vớt ra là cái đầu này tôi không có cho nó thiêu, biết không? Chứ các vị đừng nói thầy bán thầy độn nghe, không có nghe, lá chuối bên đây nó mắc lắm á, không có như Việt Nam mà độn nghe quý vị, lá chuối bên đây là mắc lắm á nghe. Cái này là tại vì làm gì nó không có thiêu hai cái đầu bánh. Nhớ là lá chuối bên đây mắc lắm á, cho nên không có nói kiểu Việt Nam mà độn nghe. Nó chưa bên đây mắc lắm nghe, chứ không phải là Việt Nam mà đồ nghe. Qua đoàn thôi để xé mấy cái lá này, tôi vừa làm thì xé lâu quá. Cái sẵn liền nhiều lắm, không cần á thì nó cả đống à, mà cần nó mất tiêu à, cội rửa hai nước á, lá chuối này mắc dịch nó rửa hai nước luôn á. Làm gì cũng phải sạch sẽ kỹ lưỡng cho bà con ta ăn. Nên thầy tài đuối quá, làm cả ngày á nhưng mà nó vui, cả ngày với thợ mà tối còn ngồi gói như bánh đây nữa quý vị ơi. Không phải làm ta, tôi có đụng tới nếp ngang. Tao là làm mà cái gì vậy, là bắt đầu là khéo rồi đó hen, khéo từ từ rồi đó. Luộc 4 tiếng đó quý vị, ý là làm nếp gần chín vậy nè, béo lắm, nhưng mà luộc gần 4 tiếng đó nha, chứ không phải luộc ít đâu. Đó, chơi cục nhân đậu bự chảng luôn, ăn cho đã luôn. Cục nhân bự chảng, bự tù dù, đậu xanh rẻ mà cho gì ăn cho đã luôn. Có vậy có gì đâu mà nhiều người thấy, nào là cột vô miệng kéo rồi ôi sao thấy mệt quá, đơn giản mà họ muốn đơn giản, làm như gói đầu bánh tét là nó quan trọng lắm. Hồi xưa không biết làm bực mình lắm, giờ tự tôi làm cái gì thấy không, xưa cái gì cũng lệ thuộc bực mình lắm.
Trời ơi, có con tét họ làm giống như là bỏ vô miệng rồi cắn dây rồi cột rồi làm mắc mệt. Giờ tôi biết làm mà chẳng có lệ thuộc ai nữa, tự làm. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Thấy không? Tròn gió đầu thấy không? Vuông vuông nữa, đẹp đẹp nữa thấy chưa? Làm theo năng lực. Làm xong cái tết tôi ngủ giấc 3 giờ tôi dậy, 3 giờ tôi dậy tôi hấp. Sáng mai 10 giờ, 3 giờ dậy hấp rồi 7 giờ có bánh, 10 giờ là nó nguội rồi, đóng thùng đi. Bốn đoạn à hen, thấy không? Hồi xưa chưa biết làm lâu giờ biết rồi, làm lẹ hồi cái cột rút dây dây nữa là xong. Bốn đoạn đã trôi qua rồi thấy chưa? Bốn đoạn, ủa sao đoạn anh đoạn họ đoạn hơi ốm đoạn hơi mập kệ cũng sao. Bốn đoạn nó chú Thái gói ngon. Hồi đó thầy tôi không có dạy cho tôi cái nghề tôn giáo cho nên tôi không có biết làm nghề tôn giáo, chỉ biết giảng nói kinh nói pháp thôi. Bây giờ phải kiếm gì làm cho nó có cái đồng ngân xài chứ tôi không có biết làm cái những cái nghề khác. Hồi xưa đi làm mồi làm mướn, hồi đó các huynh đệ nghĩ nói ra thấy vui ha, nhờ đi làm cực khổ 5 đồng một giờ, hồi lúc mà còn đi làm nhà hàng á, vậy đó mà bây giờ mới có cái nhà đó, có gì thấy không? Không đi làm sao mà mua nhà được? Vui vậy đó, phải cái gì cũng vậy à? Mình chịu cực đi, trời phạt cho mình. Tôi không có làm cái nghề tôn giáo được, vì cảm thông cho tôi chỉ nói được mấy cái lời đạo lý cho quý vị nào có duyên thì nghe. Mà nó nghe nó có nhiều người nó chứ có cái ông thầy tu nào ở Củ Chi nó vô nó chửi tôi đó chứ. Nó chửi tôi, nó tưởng là tôi ở Việt Nam vô nó chửi tôi. Ôi, kệ mẹ mấy cái thứ đó, nó cũng chẳng là cái gì, tôi cũng chẳng có khe, tôi nước ngoài tôi cũng chẳng có khen nào. Mình nói đúng đạo lý mất cái, nó mất cái quyền lợi của nó vô nó chửi tôi, nó làm cái mèo này mèo kia nó chửi mắc cười lắm. Nó còn nó nói là mày tu mà mày không có gái, mày còn đàn ông xung quanh mày không, nó bê đê nữa. Vậy là biết cái thằng này nó mê gái, mình nói tu tu sao mà không có gái, toàn đàn ông.
Cười vui không? Mắc cười. Nhiều thằng nó mắc sợ mắc cái nồi cơm nó nhảy đông đỏng đông đỏng đông đỏng. Mấy thầy chùa nó hành nghề tôn giáo á, nó sợ lắm. Mấy thằng đó nó sợ, nghe tiếng nói tôi nó sợ lắm. Nhưng mà tôi không có phục đâu. Quý huynh đệ xưa thầy còn mang tiếng rần rần mà quý huynh đệ còn dám theo thầy mà. Huống gì giờ phút này mà thầy sợ ai? Để tự làm là sống được mà thầy sợ nào con nào, phải không? Nó nói mình nó rất là quảng cáo cho mình, cảm ơn nó. Tôi không biết nó ai chứ tôi biết tôi gửi tiền thì tôi cúng dường. Thiệt. Vô chửi tôi. Tại tôi không biết mày là ai chứ tôi biết mày tôi gửi tiền tôi cúng dường. Tội nghiệp mày quá, mày hành nghề tôn giáo. Mày sợ mất cái nghề mà vô mày chửi tao. Tại vì thầy tôi không có dạy cho tôi cái hành nghề tôn giáo. Cho nên mấy hành nghề tôn giáo nó sợ mất cái nghề của nó. Nó bực bội lắm. Mùa này nó cầu siêu, nó cầu an. Mà tôi nói kiểu vậy sao nó không sợ mất tín đồ. Mùa này nó ngồi nó gom tiền nó đi nó mua đất. Một số mấy thầy chùa gom tiền mua đất nghe, nó có một thầy chùa ở ở ở Cali về Việt Nam mua đất. Cái mùa này đất đất trúng dữ lắm, đất trúng lắm. Hồi xưa tôi cũng sợ thằng Tây nào đừng nó vào mà thằng thầy chùa nào ngon ra mặt chửi tôi đi. Hồi mang tai mang tiếng mà tôi còn không chết thì đừng nói chi mà vô nó giả mèo giả nó chửi. Mèo giả nó chửi, nó chửi bằng đạo, nó chửi bằng đạo. Có gì nghĩ chịu khó cực kìa nè. Cực về tôi sống khỏe không? Cái ban ngày đi đi đó, đi làm thợ. Ban ngày đi làm thợ, ngày kiếm cũng 80 100 đồng được rồi. Mà sợ bỏ kẹt là bỏ bỏ am, bỏ cúng kiến, bỏ giảng dạy thì bỏ không nên chứ thiệt á. Tôi giờ tôi mà tôi ham tiền cái ngày tôi kiếm vài chục đồng tôi sống được rồi. Nhưng mà sợ đi riết là bỏ cái việc giảng dạy. Đó, mùa đông thì gói bánh vậy nè. Đó, mùa đông thì gói bánh, mùa hè trồng rau. Đó, trời ơi, ai chứ ông thầy tài mà đi nói xấu thầy tài. Thầy tài đâu có sợ mất tín đồ đâu mà đi nói xấu thầy tài. Lầm rồi tám ơi, mấy ông thầy chùa tám. Cái bánh thiệt ngon không có gì. Ai ở đà đặt ngang, đặt là gói lần thôi nó ngang. Tháng sau là hết gói rồi đó ngang. Tháng sau là lo làm vườn rồi đó. Tháng sau là bắt đầu ươm giống rồi đó ngang. Cái này là đậu nè. Nó nghiêng ở đây quá, nghiêng ở đây quá, nghiêng xuống 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 rồi, nghiêng ở đây quá. Khi mà cần thì mấy cái lá nhỏ nhỏ ở đâu mất tiêu rồi, tới hồi gói xong rồi nó lòi ra,
cả đống. Nhiều khi nói nó cũng vui, thầy chùa chứ nó không ưa thầy chùa. Gà nó ghét nhau tiếng gái, cũng như là hớt tóc thì không ưa hớt tóc, làm nail thì không ưa làm nail, bác sĩ thì thường không ưa bác sĩ, thầy chùa thì không ưa thầy chùa. Cô Dung ơi, thầy gói gửi về Huế cho cô Dung nghe cô Dung. Gửi về cảm ơn cô Dung cho thầy hạt sen á. Bữa nào tôi gói bánh tét hạt sen của cô thử coi. Rồi tôi gói bánh tét hạt sen. Còn hạt sen kìa. Để dành kìa cô. Để dành. Mấy bà cụ qua. Nấu cho mấy bà cụ ăn. Tháng 4 mấy cụ qua. Tôi đã dành hạt sen. Đã được 6 6 đòn rồi. Cũng lẹ mà. Cái này gói đẹp vậy ha. 6 đòn rồi, hồi cái cuộc dây vô đều đặn rồi. Chứ cái gì đời thầy nếm nhiều lắm, nếm đủ rồi. Giờ tôi không có ngán ai là vậy quý vị. Nếm nhiều quá rồi. Chua cay mặn lạ. Nên giờ không có ngán ai hết trơn. Nếm quá nhiều. Giờ tự túc sống vậy nè. Ai thương thì có dư giả giúp đỡ cho mình đỡ một chút. Còn ví dụ như mình không có phước thì mình tự mình lo vậy nè. Mình sống vậy đó, nó nhàn lắm. Nó không có sợ hãi, nó không có, nó gọi là không có lo âu gì hết trơn á. Còn mình sống mà cái gì cũng nhờ Phật tử, nôm nớp lo sợ rồi. Sợ nó thương mình không, sợ nó buồn mình không, sợ nó giận mình không, sợ đủ thứ. Còn với tôi vậy á, tôi dùng danh từ kệ mẹ. Ai thưa cũng được. Mình hết lòng với Phật tử, mình giảng dạy đạo lý cho họ nghe, họ quý thôi kệ mẹ. Tôi nói thiệt á, nhờ tôi sống vậy mà nó khỏe đó quý vị. Còn mà sống mà nhờ Phật tử, trời đất ơi, thôi tối ngày đi lấy cảm tình người này, đi lấy cảm tình người nọ, sợ thì lo âu nhức đầu lắm. Nhức đầu lắm. Tôi không có đâu. Tôi thương là thương chung vậy nè. Quý Phật tử là ai tôi cũng quý hết á. Quý cái người biết lẽ phải, biết học đạo, biết hành đạo, biết sống với đạo. Ai mà cầu danh cầu vị là tôi cũng phan láng hết trơn à. Thương là thương, thế gian ta nói thương là cho roi cho vọt, ghét là cho ngọt cho bùi. Phật tử tôi thương lắm, rồi phải thôi chứ không phải có tiền nè. Nói tôi nghe đâu nghe, có nhiều vị thương thầy đừng có nghĩ rằng có đồng tiền bỏ ra rồi thầy là thầy của mình, không có vụ đó đâu nghe cưng. Thầy tài này đã nó quá mùi rồi, quá mùi rồi, quá mùi thiền đã bén mùi dưa rồi, màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sòng rồi,
thì không có cảm tình cảm tính gì hết trơn á. Thương là thương, quý là quý. Thấy chưa, bây giờ bắt đầu là có bánh ngon lành rồi đó, có đủ 10 đòn cái cột. Cọc xong rồi gói tiếp. Như buồn ngủ đi ngủ, ngủ 1 tiếng hồ dậy gói tiếp. Sống tự tại mà, sống vô ngại mà, đói ăn mệt ngủ mà, đói đến thì ăn mệt ngủ liền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, rồi ngưng tìm kiếm đi, trong nhà mình có của báo. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Ở trần vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, thân như bóng chớp chiều tà. Cỏ cây khoe sắc sững qua rụng rời, xa chi si thịnh cuộc đời, thịnh si như hạt sương rơi đầu cành. Tôi thích lấy ráng mây làm màu áo, lấy mù mây sương sớm để làm màn. Vui trăng sông tùng núi gió di du, ôm Phật tánh với châu làm bạn đường, chung chăn gối. Ánh trăng sáng lung linh dần đáy nước, gió ngọn tùng như cật dân lương tri. Hỏi đêm thanh trăng sáng ta làm gì, rằng Phật tánh với châu tôi in sâu vào tâm địa. Tôi đi khắp núi non rừng duyên hải để tầm sư phỏng đạo dị tham thiền, cho đến ngày tiếp yêu chỉ của Tào Khê, tôi mới thấy chuyển tử sanh không hề ngắn ngày.
Bạn biết chăng cuộc đời đầy đau khổ, bởi con người gieo rắc mãi hận thù, gây đau thương, gây tan tóc ngục tù, rốt cuộc chỉ còn là cơn ác mộng. Nào lợi danh, nào tài sắc, từ xa nhìn chúng óng ánh lung linh. Chúng ta tranh nhau giành đuổi bắt, nắm được rồi rốt cuộc chỉ tay không. Chúng chỉ là những chùm bọt nước trên sông. Nào hay đâu, chỉ tôi công nhọc sức, muốn thấy nó, bạn đừng theo vọng tưởng. Niệm lăng xăng, chìm lắng biển thanh bình. Đến đây rồi, hạnh phúc khó thưa trình. Chỉ nhìn thấy nụ cười luôn hé mở. Rồi chắc tối nay gói bánh bánh đậu xanh rồi ngủ quá quý vị ơi, con mắt nó lên giờ nó lừ đừ rồi, có thể khuya dậy có té hả ta. Ngủ 1 tiếng đồng hồ, ngủ khoảng một giờ đi, 1 giờ dậy có bánh tét, gói bánh nè, bánh chuối lộn với buồn ngủ ơi, làm cả ngày mệt quá. Tầm 12 tiếng đồng hồ. Còn ai thích coi không? Ai thích coi không? Chứ thầy cũng buồn ngủ rồi, nhưng mà phải gối, phải cuộc rồi, phải cuộc rồi mới được ngủ. Cuộc rồi chắc khoảng 10 giờ, ngủ 3 tiếng đi, ngủ 3 tiếng 1 giờ dậy gối tiếp. Đậu xanh rẻ, có đậu xanh cho quý vị ăn cho đã luôn. Có đậu xanh ăn cho đã luôn. Giờ tôi có cái nghề thêm nghề gói bánh đó, thấy không? Thì hỏi quý vị làm sao mà thầy tài đối cho được, thầy tài không biết hành nghề tôn giáo thì thầy tài phải tự làm cái gì đó thầy tài sống chứ. Người ta biết hành nghề tôn giáo thì ta biết cầu an, cầu siêu, cúng sao, cúng hẹn, phong thủy. Đó là hành nghề tôn giáo. Làm bùa, làm phép, thầy thiên tài thì không có biết cái đó rồi, sư phụ thầy thiên tài không có dạy cái đó, sư
Phú không có dạy thì bộ biểu đi học à. Thầy Phú học đạo giảng đạo chứ không có cho hành nghề tôn giáo. Bởi giờ qua Mỹ không có biết hành nghề tôn giáo, không có biết hát Phật, không có biết hát Phật. Ta biết hát Phật hát du dương hữu ha rồi. Rồi tôi không biết hát Phật, tôi không biết hành nghề tôn giáo. Mấy đòn là chín đòn rồi. Bữa nay tôi có bự đó, có bịch nếp 10, 10 đòn đó. Nó chín đòn rồi. Mười một đòn đâu có gì ơi. Nãy tôi có bự tới 11 đòn, có nghĩa là 10 đòn. 10 đòn là 10 đòn là bán á, thí dụ mình nói theo thì cứ bán á. Còn đòn là mình để mình ăn á. Đúng là 11 đòn. 10 đòn bán. Còn đòn đúng rồi, đòn còn đúng đòn nữa đó. Đúng đòn nữa. Và tiếp đây có bự, có 10 đòn. Nhiều trong này có mấy chị, có mấy chị đạo Kitô á, đạo Kitô là đạo Chúa đó, mà quý thương thượng tài lắm, ngày nào cũng nghe giảng hết trơn á. Cảm ơn mấy chị lắm nghe, ráng đạo nào cũng cũng vậy thôi. Thượng tài thì không có đụng tới cái tôn giáo khác, không đụng tới đạo khác, mình tôn trọng bởi vì mình không biết đạo ai nó giữ, cái tình nghĩa nào hay thì tôi vẫn học. Tôi tính bữa nào tôi đi lại ông cha nhà thờ Việt Nam nè, tôi làm bạn với cha để tôi xin cha tôi học cái gì hay của đạo, tôi để tôi tìm hiểu nữa. Đây mình không biết thì mình không đụng tới tôn giáo khác, không phê bình, không chỉ trích. Khen thì có, khen thì tại cái gì mình thấy hay thì mình khen. Rồi, 10 đòn ở đó hết thùng rồi. Hết dưới thùng. Ráng đòn nữa cái được cột.
cọc đi rồi, rồi ngủ uống chắc đi, ngủ uống chắc thì có bánh chuối. Rồi 10 đòn đúng đó. Con đòn là đòn của mình. Thì là mua vịt nếp có 11 đòn. Vịt nếp nhỏ đó có 11 đòn thì đòn là của mình ăn. Là 10 đòn rồi ha, còn đòn nữa. Một vịt là có 11 đòn. Nhưng mà bên có phần bánh chuối là nhiều hơn. Tại quý vị biết tại sao có bánh chuối nhiều hơn không? Tại bánh chuối nó có đậu. Nó có đậu đen trộn vô nữa đó. Cho nên phần bánh chuối nó nhiều hơn. Còn phần bánh năm bánh này thì đúng 11 đòn thôi à. Thấy không? 11 đòn. Đằng cuối nó hơi bự ngang. Cuối nó hơi bự á. Kệ cho đã luôn, cho đã luôn. Cái gì cái đoạn cuối nó hơi khó gói kìa, bự quá. Đó mình chắc phải để riêng mình ăn nè. Bự quá, bự quá, bự quá. Còn cuối cái nó giờ ồm. Lá nó bung tùm lum. Bự quá mà. Thôi cũng phải có cách nào mới gói mi được chứ mi. Mi đâu phải mi muốn bung là mi bung mi. Bung ở trên rồi bung ở dưới nữa không nội ơi. Bự quá, bự quá. Phải bung được mi. Mi không có làm lợi ta đâu mi ơi. Cỡ nào mi cũng phải chiều ta hết đó mi à. Cỡ nào mi cũng phải chiều ta thôi. Mi bự thì tao tính tính theo cái kiểu mi bự biết không? Chứ mi đâu có muốn làm anh ta được. Mi bự thì ta gói mi xiêm lá thôi.
Sài Gòn bị thêm lạ. Rồi, My cũng phải đầu hàng với ta thôi, My ơi. Rồi, 11 đoạn, đoạn hơi bự ạ. Rồi, bây giờ cuộn cái nè, cuộn cái rồi đi ngủ. Cuộn cái đi, 11 đoạn. Bây giờ tài tài biết cách cầu bánh tét không, giờ thấy không? Cái đoạn này đoạn cuối cùng là nó hơi bự nè. Thấy chưa? Thế là tại với cụ tết khéo không? Hồi nào không biết làm, bây giờ biết làm rồi, thấy chưa mọi người? Này phải có cái móc tay nữa. Quên đây, cái móc tay xuống. Xong một đoạn. Nhưng mà khúc trên này chưa khéo rồi. Khúc trên này phải dây ra chút xíu nữa. Kệ đi. Lấy thùng ra. Tôi cuộc, tôi cuộc 10 đòn nữa tôi ngủ nghe, ngủ chút rồi 1 giờ tôi dậy tôi gói tiếp nghe. Đó, 1 đòn bánh nhưng mà tiếc quá trên cái đầu này nè, cái đầu này chưa khéo bự nè, không đều nè.
cái đoạn cuối nơi bự. Chào nha.